Ôi trời ơi, trời ơi, ma này thì ma này thì ma. Thôi. Ma này. Anh Mão đây. Ôi sợ quá, sợ quá. Thế là Soan không sợ ma à? Ma không sợ em, thôi em sợ gì ma. Đưa đây cho em xem nào. Nóng nực cứ phải mặc vào làm cái gì. Anh lại cứ tưởng là Soan sợ ma, anh dọa tí cho vui. Chả vui mấy. Mà này, hẹn người ta từ chiều mà sao giờ này mới xuất hiện đấy. À đấy, quên mất không bảo với anh. Thầy em nghe khó quá. Cứ đứng ở ngoài cửa ấy, xong rồi thầy lại ngồi ngoài sân uống nước trà. Em phải dình mãi lúc thầy đi uống rượu em mới ra đây được đấy. Thôi được rồi, đã thế nhá, từ ngày mai anh qua hẳn nhà Soan ngồi chơi luôn. Đỡ phải rình mỏ đây, mũi vắt nó đốt cho đau quá. Tốt quá, vào luôn. Đi mà vào. Không nhớ lần trước bị ăn nguyên cả cái ba tong vào đầu đi hả? Chảy bao nhiêu máu đấy không nhớ à? Nhớ rồi, nhớ rồi. Mà này, công nhận là thầy của Soan giữ nhỉ? Giữ như là... Giữ á? Vâng, thầy em giữ đây. Giữ đấy, thì đi yêu người khác đi. Đừng yêu cái con mà có thầy giữ thế này làm cái gì cả. Nó rất khổ ra ấy. Không, không. Anh đã thề non hẹn biển rồi, là đời đời kiếp kiếp này là anh chỉ có mình... Có mình Soan thôi. Thề á? Ừ. Thề... Thế thì nhá, bây giờ anh về nhà anh bảo thầy U anh đi. Bán hết nhà cửa, bán hết ruộng vườn đất đai đi. Sang nhà hỏi cưới em luôn. Bán luôn? Nếu mà có. Đùa Soan quá đáng. Thừa biết nhà anh coi như là ba đời làm thuê rồi. Làm gì có cái mảnh ruộng nó cắm rùi mà bán. Thế thôi, đừng cưới nữa. Muốn cưới người ta mà không có mảnh lụa thì làm sao mà cưới được. Định tay không bắt vợ à? Lụa? Có luôn. Mà anh sắm nhá. Thật á? Nhưng mà thì bây giờ cho anh nắm tay tí nhớ quá. Nào, đến giờ đi về rồi. Đi về đi. Sao đi về vừa mới gặp mà. Anh không nhớ từ đây về nhà anh phải đi qua cái bãi thăm hà. Bãi thăm hà? Sợ gì? Không sợ á? Ừ. Sao lại thế? Có cả con quỷ ở đây còn chả sợ rồi mà. Đứng lại. Chị ơi, đứng lại anh bảo. Không. Sao chị lạnh thế nhỉ? Ui ơi. Mình đúng là thần hồn nát thần tinh. Trên đời này làm gì có ma nhỉ? Mà cũng lạ, sao lắm kẻ lại sợ ma thế? Ôi má, ôi con lại ngài ma, con xin ngài ma, xin ngài đừng bắt con, con còn mẹ già con nhỏ, con xin cung tiến ngài chỗ này ạ. Không ngờ cái trò của mình nó hiệu quả thế này. Quái nhỉ? Chờ cả tối giờ không thấy đứa nào đi qua nhỉ? Sợ à? Tao không. Mày không sợ tao thôi, sao tao phải sợ mày? Xuống đây. Mày đang đè đầu cưỡi cổ tao đấy. Sao đè đầu cưỡi cổ là như thế nào? Mày đang đứng lên đầu đến cổ tao đấy. Đâu mà đây mà tao đứng đâu? Này. Hả? Đây mày nhìn nhá. Nguyễn Văn Mùi. Đây là cái thằng
khắc bia nó khắc tên tao sai. Tao tên là Mùi mà nó khắc tao là Mùi. Mà lúc sống tao có dê đâu. Thế là mày vừa dẫn lên mặt tao đấy. Tao này, đây là tao, tao là đây này. Cái thằng này làm tôi hết cả hồn. Em đây. Em tưởng đại ca không sợ ma. Đấy là ma giả chứ gì ai mà chả sợ ma. Này tao dọa cho nó chạy mất mặt rồi. Thế là đại ca chứ. Đại ca ơi, em cảm ơn đại ca. May mà có đại ca ấy, em không mất cái đống đồ hôm qua. Đấy á, may là có tao nhá, không là mất bao nhiêu của lả đấy nhá. Dạ vâng ạ, thôi để tỏ lòng biết ơn đại ca, em mời đại ca chén rượu nhá. Đi. Ôi trời ơi, cướp. Không cướp ơi, con là cướp. Không. Lúc nãy con là cướp nhưng mà bây giờ con không phải là cướp nữa. Thế là cái gì? Là cái gì? Ui, con vừa gặp ma cô ạ. Ma? Vâng. Vớ vẩn, làm gì có ma. Thời buổi này làm gì có ma mà. Không, cô ơi, rõ ràng là con vừa gặp ma. Con ma đấy nó con bảo là cái gì? Con đè đầu cưỡi cổ lên nó. Xong nó con bảo là cái gì? Nó tên là Mùi. Tên mà là Mùi. Cái lão khắc bia mộ lại khắc nhầm nó tên là Mùi. Ôi ôi, cô ơi cứu con. Không phải. Nó không phải là ma đâu. Nó là cháu của tôi. Cháu của tôi. Ôi giời ơi. Cháu của bà là nhà hả? Nó là cháu của tôi. Nó lừa cậu đấy. Lừa lời nhau. Nó giả vờ nó là ma để nó cướp của cậu. Thế là nó là cháu bà? Cháu tôi. Ui giời ơi. Thế bà là bà của nó, sao bà không dạy nó để đi giả ma để cướp ngửa người khác là như nào? Khổ quá. Lúc tôi còn sống thì tôi còn dạy được nó, chứ bây giờ chết rồi thì còn dạy làm sao được. Cậu đi đâu đấy? Ơi bà ơi, con lạy bà. Con cắn thơm cắn cỏ, con lạy bà ơi. Đấy con gặp cháu bà, bây giờ con gặp bà đâu rồi. Bà sống khôn chắc tiếng bà tha cho con. Tôi đùa cậu đấy. Để tí tôi về tôi gặp thằng cháu tôi, tôi sẽ tẩn cho nó một trận. Vì cái tội giả ma mà cướp của cậu nhá. Thế nhưng mà bà là người ạ? Chả là người thì là gì? Thì nói tóm lại là cậu là lý do gì mà cậu lại đi cướp? Ôi, bà ơi, con khổ lắm bà. Khổ làm sao? Con có muốn đi ăn cướp đâu. Nhưng mà chuyện là như thế này. Ở làng mình ý, con có yêu một em tên là Xoan. Xoan. Con của Phú ông. Úi dồi ôi, Phú ông ấy giàu mà keo kiệt lắm. Úi dồi ơi, độc ác lắm. Dạ vâng, đúng ạ, đấy. Ông keo kiệt lắm, ông khó tính lắm. Mà đấy, bây giờ ông lại bắt con là phải có cái gì, có phải xính lễ thì mới đến để ra mắt rồi ăn hỏi. Thế à? Vâng, mà bà biết không? Nhà con nghèo lắm bà. Chả có cái gì cả. Đấy, đến cái mảnh lụa để con tặng người yêu con cũng chả có. Cái gì? Mảnh lụa tặng người yêu cũng không có á? Dạ. Thôi, không phải khóc, đứng lên tôi bảo. Nhà tôi có một mảnh lụa đẹp lắm. Ngày trước ông ấy còn sống, ông mua tặng cho tôi. Nhưng bây giờ ông ấy chết rồi. Tôi cũng chả cần dùng đến làm gì nữa. Bây giờ ấy, cậu đi cùng với tôi về nhà. Tôi tặng cậu. Tặng cậu miếng lụa đấy nhá. Bà cho con miếng lụa ấy ạ? À? Cho miếng lụa luôn. Con cảm ơn bà, con đội ơn bà. Bà, thế nhà bà gần đây không ạ? Ngay đây thôi. Bà dẫn con về nhá. Đi. Ôi mày quá. Cụ ơi, sắp đến nhà cụ chưa? Gần đến rồi. Ôi trời, con đếm sơ sơ nãy giờ gần chục cái gần đến rồi đấy. Cậu thanh niên trai tráng gì mà không nhớ gì cả là thế nào nhỉ? Làm gì mà đến chục? Mới có 10 cái gần đến thôi. Thế là khác nhau à? Khác chứ còn gì nữa. Này, đây. Nhà tôi kìa. Đâu? Đấy. Tối còn thế kìa. Trời, tối đêm rồi tắt đèn đi ngủ thì nó mới tối như thế chứ. Có lý. Cụ vào lấy cho con đi.
Để tôi gọi con gái nó mang lụa ra cho nhá. Ôi thôi cụ vào lấy luôn đi, bây giờ gọi con gái cụ làm gì dậy phiền nhá. Tôi không vào được. Sao lại không vào được? Ông thổ địa vùng này không cho người âm vào. Thôi cụ đấy đùa con. Không đùa. Ôi thôi thôi cụ đừng nói cái giọng đấy, cụ nói bình thường đi. Không vào... tin à. Nhìn chưa kìa. Con có thấy gì đâu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Anh Mão. Anh Mão. Anh Mão. Anh Mão. Dậy đi. Ôi dồi ôi. Ôi Soạn ơi. Soạn ơi. Cứu anh với Soạn ơi. Soạn ơi. Anh gặp ma. Ma nào? Anh nói thật. Có cả ma già này. Ma trẻ này. Xong có cả cướp ma này. Ma cướp này. Ôi dồi đầy đủ hết. Ôi dồi ôi. Anh Mão ơi là anh Mão. Bảo về sớm thì không về. Nhà thì gần cái nghĩa trang. Bây giờ anh có biết là bố mẹ anh đang tìm khắp nơi không hả? Em còn phải đi tìm anh mà quên cả đi dép đây này. Không không không, anh thề với Soan luôn. Trời ơi sợ lắm, hại não lắm. Thế à? Tôi mời nhà. Đấy, nó phải đầy đặn như thế này chứ nhờ. Tay nâng chén rượu ngang mày. Mời mình. Uống thêm nhá. Uống thêm. Ngon. Đấy. Các cụ thường nói là ở hiền gặp lành. Tôi ngẫm lại rằng tôi cũng chưa làm điều ác với ai bao giờ. Cho nên sau khi bà cả nhà tôi mất đi, có mình về đây, nhà cửa sạch sẽ hơn, con cái ngoan ngoãn hơn, cơm dẻo canh ngọt hơn. Tôi cảm ơn mình. Tôi cũng không biết lấy gì để đền ơn cho mình. Có gì đâu mà. Mà không phải là làm một điều may đâu. Mà người ta có bảo phúc bất trùng lai. Nhưng cái phúc của nhà mình nó đến rồi mình ạ. Vẫn đến rồi. Bác cả nhà mình bây giờ được cất nhắc lên làm chi huyện. Thế là chống cái chân xã trưởng. Lần ui. Này tôi lên thăm bác. Để nhắc rằng mình với bác ấy cũng còn có họ với nhau chứ. Ừ. Thì cái chân xã trưởng ấy, ngoài tay tôi ra còn ai vào đây nữa. Thế là hay, mình nhá, hay. Mình là không phải bà Lý nữa đâu. Chỉ nay mai thôi mình sẽ là bà xã. Nhá. Đi lại nó phải ra dáng bà xã. À, ở chợ huyện, nhiều thứ đẹp và lạ lắm. Mình có thích cái gì không? Để tôi mua. Tôi chả thích gì cả. Tôi chỉ mong mình mau đi rồi mau về nhà với tôi thôi. Thôi, để tôi tùy chọn nhá. Tôi nghĩ thế này, bà Lý thì trải đầu bằng lược sừng. Nhưng bà xã thì phải trải bằng lược ngà. Lược ngà mới đúng. Tôi sẽ mua cho mình một cái lược ngà. Và tôi biết có một hàng ở trung tâm. Nó có lụa Hàng Châu mình ạ. Bà xã phải lụa Hàng Châu. Tôi sẽ chọn cho mình mỗi tấm một màu. Nhá, có bao nhiêu màu tôi lấy hết. Rồi xuống con thơm mà may. Nhá. Mình nói như thế nào thì em nghe thế ạ. Dạ, con mời thầy, con mời dì ăn cơm ạ. Ôi trời ơi, Mít ơi, Mít thương quá, ngoan quá. Nào, đi xem cả. Lần sau nhá, là phải gọi dì để dì bưng cho con nhá, nhớ chưa? Dạ. Ôi trời ơi, thằng bé này giỏi quá. Thơm à, thơm thế, để xem nào. Gạo tám đầu mùa, treo đầu chùa cũng chín. Nhưng ai khéo tiêm nước và giữ lửa mà cơm ngon vậy? Dạ, con ạ. Cô Mít à, vâng. Giỏi quá. Bát canh cũng vậy. Rau đay mủng tơi nấu với cua mà không hề có nhớt. Nước trong vắt, gạch ra gạch, nước ra nước. Ai nấu canh mà ngon vậy? Dạ, con ạ. À con à, quả cà để rất lâu không hề thơm. Chua và giòn, miệng nhai tai nghe, ai muối cà mà ngon vậy? Dạ em mua chợ ạ. À.
Thôi hai dì con ở nhà ăn cơm đi. Tôi để bụng để mời bác cả ra quán cao lâu. Chứ ai mình lên lại bảo em ăn cơm ở nhà rồi, ngượng chết đi được, đúng không? À, thế Mít muốn mua gì trên chợ huyện để thầy mua cho? Dạ, con muốn mua cái con tò he ạ. Thầy mua thêm cho con lợn đất nữa. Vâng ạ. Mít có con gà mà thổi nó gáy te 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 te. Thôi, tôi đi sẽ về sớm. Ở nhà dạy bảo con giúp tôi nhá. Dạ, vâng. Ở nhà ngoan nghe lời dì con nhá. Cái nhà cứ yên tâm ạ. Đi sớm rồi về với em. Rồi. Đi đi đi. Này. À, sao dì lại đánh con à? Dì hỏi mày, nồi cơm này ai nấu? Dạ con à. Con à, con à. Nồi cơm này ai nấu? Dạ dì ạ. Ừ. Bát canh này ai nấu? Dạ, con ạ. Con à, con à. Nhắc lại, bát canh này ai nấu? Dì ạ. Nhớ nha. Vâng. Ta nói cho mày biết nhá, từ nay giờ đi, khi mà thầy hỏi câu gì, mày phải nói tất cả là của dì, dì nấu, dì làm. Tất tật tật là dì ạ, nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Thuộc hai cái từ dì ạ, nhớ chưa? Vâng ạ. Đi ra ngoài cầm rổ hái rau, nhanh lên. Vâng. Bao giờ tôi gọi mới được vào nhà, nhớ chưa? Vâng ạ. Còn mày mà đói ấy, lát đợi thầy mày về cho ăn, nhớ chưa? Vâng ạ. Đi đi. Có mỗi hai câu không thuộc. Các cụ nói cấm có sai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Đằng nào cũng mang tiếng rồi, cứ tẩn cho nó thật lực. Đi vào cho nhanh nhanh. Lão còi đi rồi. Tranh thủ tranh thủ. Mình ơi, Nhàn ơi, con trai ơi, tôi về đây rồi, công thành danh toại rồi. Tại sao lại ngủ vào giờ này? Hả? Ủa cái gì thế này? Hả? Bình rượu quý của tôi, để hôm tới bác cả xuống. Tôi đã hứa là có bình rượu quý mang ra tiếp khách. Mình ơi, con ơi, ra hết cả đây xem nào. Đây, đây, mình ơi. Đây, đây, ra đây, ra đây. Ôi, mình về rồi đây à. Thằng Mít đâu? Ra. Ra đây. Ừ. Trẻ danh ở nhà nghịch thế này hả? Ai làm cái bình rượu quý của thầy vỡ thế này? Dạ, gì ạ? Hả? Úi trời, chết rồi. Chết rồi, con nghe cổ. Vừa nãy ngồi uống rượu bác cả, tôi đã hứa là tặng bác cả. Bác cả khoái con này lắm. Tại sao vỡ thế này? Ai làm? Dạ gì ạ? Hả? Nhà cửa tan hoang thế này ai làm? Dạ gì ạ? Ô, gì đây? Thì cái quần của đàn ông này tại sao lại ở đây? Cái này cũng của gì à? Dạ không ạ. Hả? Cái này không phải của gì, cái này của bạn gì ạ? À, con mụ này. Thế là bấy lâu nay tôi nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà hả? Hả? Cút! Hai thằng đâu rồi? Đấy, ông gọi anh ấy. Ông gọi mày. Ông gọi anh. Ông gọi mày, từ sáng giờ mày đã làm cái gì đâu? Em thông minh, em làm toàn việc lớn như là quét sân này, nhặt lá này. Anh ấy. Tao á? Tao thông minh, tao là anh cả. Tao làm bao nhiêu việc lớn từ sáng đến giờ, tao nhớ làm sao kịp được. Thằng ấp thằng xìu đó. Đấy, ông gọi cả hai kìa. Dạ, cháu đây ạ. Vào, vào đây ông Bảo. Dạ. Hai thằng phải nhớ, mà chúng mày là những người thông minh. Dạ. Hôm nay là ngày giỗ. Trong mâm cơm thì phải có nước mắm, muối. Vì thế,
Hai thằng đi mua cho ông. Dạ. Ơ kìa, sao còn đứng đấy? Ai đi ạ? À? Ôi giời ơi, có hai thằng cháu thông minh mà thằng nào đi mà chả được. Đấy, ông bảo mày đi. Ông bảo anh ý. Khổ quá, ông nhìn vào mắt anh, ông bảo mày đi. Ông nhìn vào mắt em, ông bảo anh đi. Ông ơi, ông, con là anh lớn, con làm việc lớn. Còn cái việc mua mắm mua muối nó là việc nhỏ. Để cho thằng xỉu nó nhỏ, nó đi mua, ông nhỉ? Ừ, mày nói cũng đúng, thằng nhỏ làm việc nhỏ. Ông ơi, anh ất anh đi mua quen rồi. Ông để anh đi mua đi. Chứ còn con thông minh này đi mua mắm hay mua muối nó phí ra. Cái thằng nhỏ này nói cũng đúng. Thế thằng ất đi mua đi. Đấy, anh đi mua đi. Mày... Anh ấy. Ông ơi. Gì thế á? Ông, con này đi mua thì nó quen rồi. Nó được thôi. Nhưng con thử hỏi ông nhá. Sau này nếu như ông cần việc gì, nếu như cháu không ở nhà thì làm sao mà nó biết chỗ mà mua, đúng không ông? Thằng ấy nói cũng đúng. Ông ơi, không phải thế đâu. Anh biết chỗ thì anh ấy mua được cái mắm ngon. Thế bây giờ con ra con mua linh tinh về cúng bằng tiếng ấy. Chỉ có một hàng mắm thôi nhá. Thế mày anh ra... anh đi mua đi. Mày đi mua đi, đúng hàng mắm đấy. À, ông bảo anh ấy. Ông bảo mày đi. Trời ông ơi, anh. Có thế mà cũng cãi nhau. Thế cả hai thằng cùng đi. Không, ông cho mỗi thằng một gậy bây giờ. Dạ, cả hai thằng cùng đi. Gia đình nhà mình thông minh thật. Đi. Ông ơi. Cái gì nó thế? Dạ, ông ơi, ông cho con hỏi. Này, tao định hỏi cái gì nhỉ? Thế để em hỏi ông. Ông ơi. Cái gì? Anh ất định hỏi ông cái gì nhỉ? Cái gì là cái gì? À, con nhớ ra rồi. Ông ơi. À? Đi mua thì phải có tiền. Tiền ở đâu ạ? Thằng này thông minh. Thông minh lắm. Đây, tiền đây. Ông đưa cho các con nào. Nhớ mắm và muối nhá. Dạ vâng. Con xin phép ạ. Đi đi. Ông ơi. Ôi giời ơi. Sao cứ ông sốt thế? Ông cho con hỏi. Là đi mua đây đựng bằng cái gì ạ? Đựng mà cũng không biết à? Trong nhà có hai người, một người đàn bà và một người đàn ông, thì phải hai cái bát chứ còn sao nữa. À vâng ạ. Ông bảo anh xuống lấy bát. Ông bảo mày đi lấy bát đi. Ông bảo anh đi lấy bát đi. Ông bảo mày lấy bát. Anh biết chỗ đi lấy đi. Khổ quá, cả mỗi cái việc lấy bát mà cũng phải tranh giành lẫn nhau. Cứ thôi. Có mỗi cái bát thì mà hai đứa cứ cãi nhau mãi. Đi. Đi đi lấy bát và đi mua cho ông. Nhanh nhanh. Vâng. Cả hai thằng cùng đi. Ông cả hai thằng cùng đi. Thế chưa? Ông ơi. Cái gì đấy? Ông ơi. Gì? Ông cho cháu hỏi là bát nào mua mắm, bát nào mua muối. Thằng này thông minh. Chẳng lẽ mắm với muối thì trộn lẫn lộn vào nhau à? Dạ vâng. Đúng ạ, cháu bảo bát này mua mắm này, bát này mua muối này. Nhưng anh ấy lại bảo là bát này mua muối, bát này mua mắm này. Ông ơi, cháu bảo bát này mua mắm to hơn, bát này mua muối bé hơn. Nó lại cứ cãi cháu. Đâu bát này mua muối, bát này mua mắm. Bát này mua mắm, bát này mua muối. Bát này muối. Có tí mắm muối mà chúng mày làm tao hại hết cả não rồi đây này. Được đây. Cả nhà thông minh, tao sẽ bày cho chúng mày một cách. Dạ. Bỏ bát đây. Này của con. Của con. Đấy, cứ thế mà mua nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Hai cái thằng này có tí mắm tí muối mà giờ vẫn chưa về. Ông ơi, hai thằng ông ơi. Thế nào rồi con?
Thế nào? Mắm đâu? Muối đâu? Ông ơi. Gì? Đây là chữ gì ạ? Chữ M. Ông ơi. Thế đây là chữ gì ạ? Cũng là chữ M chứ còn gì nữa. Ông cho con hỏi. Bát này là mờ mắm hay là mờ muối ạ? Mắm. Đây chính chưa? Thế ông ơi. Bảo mày. Thế đây là mờ mắm hay mờ muối ạ? Muối. Thế đây. Đây. Ê, rồi. Ai cái thằng này. Tao bảo mày mắm ấy. Cho mày đấm đâu đấy. Thì ông ơi. Cái gì? Con bảo bát của con ông viết chữ mờ là mờ mắm. Rồi. Nó lại cứ cãi là mờ muối. Nó không tin con đấm nó phát. Đấy. Bát của con mờ là mờ muối. Anh ấy cứ bảo là mờ mắm. Thế con phải đấm lại thôi. Nhưng mà sao mày đấm đau đấy? Thì anh cứ đấm đau hơn. Thôi nói tóm lại, bát tao là mờ mắm. Bát em là mờ muối. Chả mắm, chả muối có gì đấy. Đây là muối, đây là mắm. Thôi, thông minh quá, hóa thần kinh rồi đấy. Thôi, ông ơi, để con với nó đi mua, ông nhá. Ừ, đi đi. Ê, từ từ. Cái gì? Ông cho con hỏi lần cuối. Ông thì ơi. Đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối ạ? Úi dồi. Hại não với hai thằng này thế. Thôi được rồi, đưa tiền đưa bát đây để ông tự đi mua. Thế này. Đã. Ông hỏi thế chỗ nào mua mắm, chỗ nào mua muối. Ông ơi, nhà mình thông minh nhỉ. Sao mày đứng đây? Em đi làm về mát quá ngủ quên. Mà đi làm đồng á? Vâng. Cuốc được bao nhiêu rồi? Sao cuốc mày sạch thế kia? Thì đi làm rồi gió mát quá thế là về. Về mát quá lại ngủ. Thế anh làm cái gì? Tao đi chặt củi. Chặt củi sao được có một cành chứ? Dạo này củi ít lắm. Ít cơ mà anh lười thì có ấy. Đi vào đi. Tao biết rồi. Mày trốn ở đây đúng không? Để đỡ phải nấu cơm chứ gì. Anh này cũng thông minh đấy. Tao thông minh hơn mày. Thế anh thông minh thì vào trước đấy. Mày vào trước đi. Anh lười sợ nấu cơm. Tao vì gì phải lười. Mà em bảo này. Em để ý rồi. Hôm nay là nhà có cỗ đấy. Không phải nấu cơm đâu. Hôm nay nhà có cỗ á? Không phải nấu cơm á? Không. Thế vào đi. Ông ơi, ông, gì? Nhà mình hôm nay có cỗ không? Ông ơi, cái gì? Ông ơi, thế có mắm muối không? Rồi. Ông ơi, ông cho con hỏi là nhà mình có cỗ, thế là dỗ ai không? Cúng thổ công. Đấy, anh với Định Yên để cho ông cúng. Mời ông ạ. Này, là việc của ông chứ việc của anh à? Ô hay. Cái thằng này, tao đang tập A, tao tưởng mày thông minh, hóa ra mày ngu hơn tao tưởng đấy. Này, ông ơi, con tập A là con tập cúng. Nhỡ đâu sau này một ngày, ông quy tiên, thì ai cúng ông? Con chứ ai ông nhỉ? Bởi vì con là con cả, tao là con cả, tao phải có trách nhiệm cúng ông. Cho nên tao mới tập A. Thôi đi, nhưng mà A của anh không chuẩn. A đấy là có phải là A của ông đâu. Ông là này. Ok. Hai đứa chúng mày thông minh lắm. Dạ vâng. Nhưng mà cái việc ai chưa đến lượt chúng mày nhé. Ông ơi. Ông. Thế ông cho con hỏi là không đến lượt chúng con thì đến lượt ai? Đi. Đến lượt ai ạ? Đến lượt bố chúng mày chứ còn ai? Ông ơi. Ông. Ngộ nhỡ bố chúng con cũng quy tiên thì lúc ấy đến lượt ai ạ? Ừ. Dạ ngày thông minh nhỉ? Vâng. Ông ơi, nếu như mà bố con cũng quy tiên thì chả đến lượt chúng con còn gì nhỉ? Hai thằng chúng mày thông minh đấy. Nhũ tí sư chúng mày.
Dám rủa con ông chết à? Thằng này, quay mặt vào cột. Mày vừa rủa con ông chết đúng không? Mày rủa con ông chết có đúng không? Đã thế thì ông... Cha mày đi! Đây con thằng kia. Dạ. Vào đây. Nhưng mà con làm có gì đâu. Cung úp mặt vào cột. Dạ. Vừa rồi, mày muốn cúng thay ông có phải không? Dạ vâng ạ. Mày mong ông mày chết có phải không? Dạ. Mày, thằng bố mày không dạy được mày thì để ông mày dạy cho mày. Bố ông đánh chết thằng bố. Thằng bố vẫn dạy các cháu ạ. Một thằng thì rủa bố nó chết, một thằng thì rủa ông nó chết. Đã thế thì đau lắm ơi. Này, ông dừng ngay bàn tay tội ác lại nhá. Của đâu con sót hả? Ông đánh con như thế á? Này, ông là hay là bạo hành loạn ngôn đến nước này nhá? Tôi không nể tuổi tác đâu. Ông đánh con tôi chứ gì hả? Ông đánh con rồi, tôi đánh con ông xem ông có sót không. Này, chết cha mày đi này. Được, anh giỏi lắm, anh thông minh lắm. Không làm gì? Anh dám đánh con tôi, thì bây giờ tôi sẽ đánh bố anh. Đánh bố. Này, ông dừng ngay tay nhá. Này, các con, lão già này đánh bố của bố, hai đứa đứng dương mắt đánh lên như thế à? Được rồi nhá, ông đánh bố của bố tôi, thế thì tôi sẽ đánh con của con ông, cho ông biết thế nào. Đánh mạnh nào. Mày dừng lại, mày tuổi gì? Tao là con cả này, ông nhá, ông dám đánh ông nội của tôi nhá, tôi sẽ đánh cháu nội ông cho ông biết tay. Bố cứ thấy cái gì nó sai sai ấy. Các con ạ, bố cũng thấy cái gì nó sai sai ấy. Sai cái gì ạ? Sai cái gì? Gia đình thông minh nhà mình, ông đánh ông, bố đánh bố, con đánh con, cháu đánh cháu, hại não quá.